ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.11 của đài Vista TV và đây là chương trình Vòng tay cộng đồng phần 2. Chúng tôi đang thưa chuyện về vấn đề trầm cảm. Kính thưa bác sĩ, nếu mà như vậy thì con biết là trẻ em và trẻ em có nhu cầu đặc biệt thì có nguy cơ mắc chứng trầm cảm rất là cao như bác sĩ có nói. Ngoài ra thì những người nào thì có nguy cơ mắc chứng trầm cảm thưa bác sĩ? Phụ nữ sau khi hậu sản, tức như sanh con rồi, nó có những cái thay đổi về hormone, dạ vâng, thì họ bị nguy cơ trầm cảm rất là cao. Thậm chí là đã có những cái vấn đề mà người ta nói là có thể xảy ra những cái chuyện không thể tưởng tượng được. Tất nhiên là những cái người mẹ đem con và tất cả mấy đứa con nhỏ mà đâm xuống sông để mà tự tử, dạ và vâng, mọi người chết hết là vì bị cái tình trạng đó. Dạ vâng. Thành ra là bởi vậy đó, hiện giờ đó, đối với chúng ta vì biết những cái vấn đề nguy cơ đó, thành ra thường quy, ví dụ trong cái clinic của tôi đó, ví dụ như các bà hậu sản đó, dạ, thì không những là bác sĩ về sản phụ đánh giá là có bị hay không, nhưng mà lại còn đối với chúng tôi là bác sĩ nhi cũng có những cái bảng câu hỏi để hỏi là các bà mẹ là có bị những cái vấn đề đó không. Là vì nếu mà bị đó, là vì mình cũng hiểu thiên nhiên đó là bà phải chăm sóc cho em bé. Thành ra cứ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ có được ngủ đâu, thiếu ngủ, thiếu ăn, thiếu đủ mọi thứ mà việc thì lại nhiều. Phải coi cái như là cái nhu cầu của mình đó, đằng sau nó không có được ưu tiên, phải quên đi, để mà lúc nào cũng phải làm việc, phấn đấu để mà giúp cho đáp ứng những nhu cầu của em bé. Thì trong cái trường hợp đó mình rất là cần gia đình. Ở bên Việt Nam mình nó có những cái tạp quán rất là dễ thương. Là thường thường những cái người mà, những bà mẹ mà sanh con đó, thì là mẹ đến, mẹ của mình đến, hay là có những cái người khác trong gia đình Đúng rồi. Là đóng cái vai trò đó để giúp đỡ, để mà coi sóc em bé, coi sóc sức khỏe của người mẹ, coi xem ăn uống có đầy đủ không. Chính tôi đây tuy sang bên Mỹ, đối với con gái tôi cũng phải cố gắng làm những cái chuyện đó, cũng phải gần cho cháu trong cái thời gian đó, và nhất là sau mới sanh ra, là tại vì đây là một cái truyền thống của về vấn đề mà các người mẹ, thì đã người nào mà có kinh nghiệm đó thì giúp cho những cái người sau, mà nhất là đây là con gái của mình, thành ra đó lại là một cái ưu tiên của tôi. Biết là các cụ đây ở qua được bên này á, thì có cái sự hỗ trợ cho con cái mình, mà nhất là mới sanh, đó là cái đó vô cùng quý báu. Thành ra cái điều đó là bắt buộc cần phải, nó là tuy rằng nó là một cái gì tự nhiên, ai nấy cũng phải qua cái giai đoạn đó sau khi sanh. Nhưng mà người thì bị ít, người thì bị nhiều. Càng được cái sự hỗ trợ và thông cảm của gia đình đó thì nó càng mau thông qua, thì mà sau đó lại trở lại cái thăng bằng của mình được. Mà nhờ những cái tập quán của mình mà lại giúp cho các bà mẹ mới sanh sao không đỡ bị trầm cảm, phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng như vậy đó. Là tại vì với lại cái truyền thống của mình mà nhiều thế hệ ở chung với nhau, hay hỗ trợ cho nhau, là cái đó là cái rất quý báu. Tôi mong là những cái người Việt Mỹ bảo tồn và giữ lại được những cái tập quán dễ thương như vậy, được nhiều thế hệ nữa. Sẵn tiện mình nói về tập quán thì Nam Yến biết là thường là depression, trầm cảm cũng được liệt vào một trong những vấn đề về tâm thần tâm lý, mental health issue. Thì khi mà quá trình bác sĩ làm việc đó có những cái khó khăn như thế nào vì những cái tập quán, những cái định kiến mà người Việt Nam mình vẫn còn có khi mà mình nói về tâm thần, thì có những cái khó khăn nào không thưa bác sĩ? Rất là nhiều. Một trong những cái một ngày nào đó tôi đã vô trong một cái tiệm ăn ở vùng Little Sài Gòn của mình, thì có một người phụ nữ chạy đến ôm tôi, và sau là bác sĩ ơi, trước cái giờ con của em, con gái của em bác sĩ vẫn chăm sóc, thì bà ấy bảo bây giờ nó chết rồi, nên nó tự tử. Và như vậy đó thì bà ấy khóc lên và nó để lại một cái thơ, nó dặn là bây giờ mẹ nhớ nói làm sao cho để trong cộng đồng của mình bố mẹ đừng có coi thường những cái đó. Tại vì mình có cái thói quen là thế này, Việt Nam mình nghĩ là ai nấy làm cái công việc gì á thì mình phải vượt qua được. Và tụi nhỏ ví dụ như học hành đó mà nó bị điểm C hay điểm D á, phải vượt lên và cứ là cố gắng là được. Cứ phải tập trung làm việc thật nhiều mà bỏ ra công với thời gian thật nhiều thì được. Nhưng mà có những bé nó bị kém tập trung chẳng hạn, hay nó bị một số cái vấn đề phải giúp cho nó giải thoát được cái nút chai đó, thì nó mới là có thể khá được. Hai nữa đó là mình đừng có, không phải là mình nói là không có đau
hay là không có trầm cảm thì tự nhiên nó biến đi đâu. Không có, mình càng khẳng định là không có một chuyện mà nó có thì nó lại càng làm cho mấy em nó khép kín trở lại và nó cảm thấy là không có ai thông cảm nó, không có được cái sự hỗ trợ. Dạ, và vâng. Nó làm cái thế giới của nó càng đen tối hơn. Thành ra đó là một cái điều vô cùng mà mình phải thay đổi đi. Là vì mình phải biết đó là thực sự thật đó, bây giờ khoa học đã cho thấy là có mà, có những cái thay đổi như vậy. Dạ. Thì mình cứ coi như là nếu mà ai bị một cái bệnh dị ứng á, mà họ cứ hắt hơi sổ mũi á, dạ, thì rồi. Mọi người sẽ khuyến khích họ uống thuốc đi. Dạ. Hay là bây giờ tránh những cái nơi nào có bụi đi, thì coi đó là chuyện thường. Tại sao đối với một cái bệnh về tâm lý tâm thần có thật mà mình lại có một cái thái độ nó khác, bảo là cái này là bệnh giả tưởng hay là cái này trong đầu của cái người bệnh nhân thôi, thì cái chuyện đó là không được. Hai nữa đó, nó có một vấn đề thế này, không phải là giải quyết cái vấn đề bằng cách là bảo là bây giờ sẽ tránh tất cả những cái gì stress, cái đó nó không thực tế. Dạ, đúng rồi. Mình không tránh được stress, kể cả những cái em nhỏ và những cái em mà nó bị những cái nhu cầu đặc biệt đó. Vào những cái buổi này thì chúng tôi có những cái chuyên gia của cái trung tâm tự kỷ, họ đến và họ chia sẻ những cái phương pháp để mình giúp cho những cái con em nó bị những cái vấn đề nó giải quyết được. Mà nhất đó là khi nó trầm cảm thì mình sẽ làm như thế nào. Thứ nhất đó là khi nói mình phải nhìn nhận đó là mình thông cảm, bảo là có thật những cái cảm giác và những cái sự buồn bã của họ có. Thứ hai nữa đó là mình phải nhìn nhận là cái stress mà họ phải đứng đầu cũng có thật luôn. Và thứ ba nữa đó là mình giúp cách để mình khuyến khích, có thể là ngồi cùng với em dòm, cũng giống như là cái bài toán nó khó mà đứa nhỏ nó không làm được, nó bứt tai, nó khóc lóc, thì mình sẽ ngồi với nó, này con coi lại coi cái con số này thế này, nó là thực sự ra nó là cái toán cộng thì sao đó. Mình giúp nó đi từng bước một để nó đừng có bị panic đó. Là vì khi mà đối với người bị trầm cảm, họ không có cái năng lực, nhiều khi đọc hết cái bài đố họ cũng không đọc được nữa. Thành ra mình ngồi đó để họ được yên tâm và họ ổn định lại tinh thần và từ từ đi với họ từng bước một đó, thì nó giúp cho họ khi mà họ đã đứng đầu được mà họ giải quyết được đó, hay là bắt đầu bằng một cái gì nó nhỏ hơn mà nó dễ hơn, rồi sau đó là mình mới đến cái công thức khó hơn. Thì sau đó họ sẽ củng cố cái tinh thần cho họ và họ cảm thấy là họ làm được. Cái cách đó, mà cái gì mà cái di truyền tốt nhất của mỗi người đối với con cái của mình hay cộng đồng đó, là mình hướng dẫn cho cháu và mình sẽ là có thể nếu khi cần đó mình làm gương mẫu cho con em mình. Là những cái phương pháp để mà có thể đương đầu với stress mà giải quyết những cái vấn đề của đời đối với các em, những cái thách đố đó. Chứ không phải là mình nói em không có quyền làm lỗi hay là không quyền làm sai. Những cái chuyện đó ai mà không làm sai, phải không ạ? Mình làm cho em, nhiều khi các em tự đặt cho mình những cái mà điều kiện khó khăn, tự làm khó khăn mình thì lại dễ bị trầm cảm, lại dễ bị căng thẳng, thành những cái đó không thực tế. Thành đó là ba cái điều mà tôi nghĩ đó là nếu mà đối với các gia đình và những cái người, đối với những cái người quen của mình hay là những cái người bạn hay những cái người ở công sở cũng như là những cái người ở nhà mà mình nhìn nhận thế mà mình có những cái thái độ như vậy đó, là mình đã giúp để cho đương đầu và có thể may chi là giải quyết rất sớm những cái vấn đề nó có khuynh hướng nó đi đến trầm cảm. Dạ vâng. À, nãy giờ là bác sĩ đang nói là những cái đó là những cái hoạt động mà sắp tới đây hai cái buổi hội thảo ngày 3 Tây và ngày 10 Tây mình sẽ đề cập sâu hơn những cái ý mà bác sĩ vừa trình bày đúng không ạ? Dạ. Thì cái ngày đó, đó chúng tôi đã tập trung được một số những cái người chuyên gia rất là đặc biệt. Thì nào là bác sĩ về chuyên môn về tâm thần mà về trẻ em cũng như là về người lớn, tại vì mình làm hai buổi, một buổi ngày mùng 3 là đối với lại trẻ em và những cái vị thành niên. Thì và trong cái phần đó thì chắc chắn nó có những cái trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Là vì chúng ta biết là đối với các trẻ em nhu cầu đặc biệt đó là cái nguy cơ bị trầm cảm nó cao hơn. Và cái vấn đề mà về sau có thể đưa đến những cái vấn đề mà tự tử với các thứ. Thì Nam Yến có biết không, gần đây đó là cái trung tâm mà quản lý các bệnh Hoa Kỳ đã cho biết đó là trong 2015 là cái năm mà họ có những cái con số họ đã nghĩa là phân tách rồi đó. Thì là cái tỷ lệ mà tự tử do phụ nữ trẻ là cao nhất trong 40 năm vừa qua. Kinh khủng. Thành ra là bởi vậy nó trở thành một cái dịch mà mỗi lần mà trong Facebook hay là trong news mà đề cập đến đó,
thì nó lại có một số em khác nó đã trầm cảm rồi, nó thấy như vậy lại nó lại cũng bắt chiếc, thì lại lại cũng là một cái điều khi mà mỗi lần mà mình đem lên tin tức thì đồng thời cũng phải có những cái phương, một số phương án để giải quyết. Đúng phải rồi. Kêu gọi cho những cái người chung quanh có ý thức sớm để mà có thể tụ lại để mà hỗ trợ cho cái người thân mình đang bị lâm cảnh đó. Và cái buổi thứ hai vào ngày mùng 10 đó, để cho người lớn và người cao tuổi, cũng là những cái lứa tuổi mà cao tầm cao bị nguy cơ trầm cảm rất là cao, thường thường nó hay đi đôi với lại những cái vấn đề về về sức khỏe. Và lúc đó thì trong cái buổi thứ hai này thì chúng tôi sẽ có những cái chuyên gia tâm thần, bác sĩ tâm thần của người lớn và người cao tuổi, cũng như là những cái người mà chuyên môn mà làm việc với lại những cái người tư vấn những cái người cao tuổi. Thì mỗi một buổi sẽ có những cái chuyên gia đặc biệt về cái buổi mà cho trẻ em đó, thì ở bệnh viện Nhi ở quận Cam đó, Trót đó, họ cũng có một cái chương trình mới, họ mới giới thiệu và họ mới bắt đầu năm nay, là nó có những cái đánh giá về tâm lý tâm thần ngay tại phòng cấp cứu. Là vì nếu mà con em mình á, mà đe dọa hay là nó có vẻ nó cắt tay cắt chân hay nó muốn làm cái gì mà có thể là đưa đến nguy cơ sức khỏe hay là tự tử, thì mình phải đưa đến đến phòng cấp cứu. Và khi đưa đến phòng cấp cứu đâu có phải là chỉ có là về vấn đề đánh giá về những cái bệnh về của em không, sức khỏe không, phải đánh giá về vấn đề tâm lý tâm thần luôn. Thì họ có những cái tài nguyên đó cũng như những cái phương thức để làm việc đó. Bữa đó sẽ có cái bà mà bác sĩ Hất Chi đó, là bà ấy là director của cái khoa tâm thần tâm lý ở bệnh viện Chalk, bà ấy đến để mà bà ấy chia sẻ là có thể làm cái gì, chúng ta phải làm đối phó ra sao trong những cái vấn đề mà cấp cứu về tâm thần. Cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều rất là nhiều đã đến với chương trình Vòng Tay Cộng Đồng và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích. Còn xin kính chúc cho buổi gala của bác sĩ cũng như là khai buổi workshop của bác sĩ được thành công và được mình sẽ đem tới những cái lợi ích khác cho cộng đồng của Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Nam Yến rất là nhiều. Chúng tôi thấy nếu mà quý vị đến tham gia mà mình có những cái quan tâm gì đó thì mình đây là một cái phương cách đó để mà sau đó đó mình sẽ đi kiếm thêm những cái buổi như vậy, chia sẻ như vậy hay là những cái buổi họp khác để mà có thể giúp đỡ thêm cho những cái gia đình và nâng cao cái ý thức trong cộng đồng mình. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm đến vấn đề trầm cảm hoặc là muốn biết thêm những cái thông tin về vấn đề trầm cảm, xin quý vị hãy đến tham dự hai buổi workshop sắp tới tại hội trường của Báo Người Việt lúc 10 giờ ngày Chủ nhật ngày 3 Tây và ngày 10 Tây tháng 9. Nam Yến xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.